Cô chú anh chị đã chăn nuôi bánh tre ha. Hôm nay em lên bộ mẹ con ha, mẹ kem con ha. Cái kem, mẹ kem tơ để đối đầu luôn. Đó, hẹn con là được 4 tháng 10 ngày ha chú anh chị. Nhưng mẹ đã giao tin đợi được 1 tháng 10 ngày rồi. Đó, giờ mời cô chú xem nội dung, khi cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Mẹ chờ bạn đạo lớn sắc nhất luôn chú anh chị. Trước mặt chúng ta là hình ảnh nè, con lắc lượt bò ha. Một con cái kem nè, con này kiểu mẫu tốt bò chú anh chị. À, cái kem này mẹ kem, mà mẹ kem thì ra đây bộ gu nhiều hơn ha. Đó, mẹ kem nó đen, con kem pháp nè, hiện mẹ chiều cao nó không sao, 1m34 bò, mẹ sái mặt nè cô chú anh chị. Đó, sái mặt mẹ con là sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh hết ha, sái lưng cũng vậy hết đây, cái lưng nè. Đó, chân nè, chân cẳng là xương sóc, xương to ha, không có búa xe xuống lúng ngực hết. Con mẹ con cái kiểu cũng rất đẹp đó. Con chiều cam đó không sao, là không mét lẻ mét mốt bò ha, đi xuống ha. Con quá to à. Mẹ nè cô chú anh chị, hiện mẹ vô nọc được 1 tháng 10 ngày rồi đó, thì vô nọc 1 tháng 10 ngày bên em không có đổ bánh chữa ha, về hên thì mình chữa luôn hả, không ơi mình kế lại, nếu mà đòi lại thì kế lại ha chú anh chị. Đó, em chỉ bao lòi đơm cho cô chú anh chị mình 3 tháng. Màu vú nè, mẹ lắc là mắt sữa luôn, mẹ lưới tơ tơ lưới đầu tiên luôn ha chú anh chị. Đó, đòn hình hài của chú anh chị, thấy cái đòn bà mẹ không, nắp điếc nè. Đây, chẳng là em bảo hành của chú anh chị mình luôn, lên cô chú anh chị kiểm tra bò ha, không có tì bớt gì hết, không có bố bớt xe xuống lúng được, không chân không đau mẹ quá nè. Đó, thì em báo giá con bò bộ mẹ con luôn, bộ con anh chủ nhà bán giá là 29.500 bao ship cho cô chú về về tặng nơi ha, trong vòng 200 km ha chú anh chị, 29.500 bao ship cho cô chú về tặng nơi gần 200 km luôn. Con được 4 tháng, con là ăn rất mạnh luôn chú vậy, mình còn vẫn còn bú bình thường ha. Đó, lúng miếng của chú nhận lúng đó nè, chân cẳng trước bò mẹ con này ăn uống là rất là tốt bò. Con nghé này sau này mình nuôi sinh sản con lắc được luôn ha, vừa qua to nè, lông ra sát nè, kiểu mẫu có mình nuôi vẫn bình thường. Đây mẹ nè, hết biết mẹ, mẹ sái mặt sái lưng ngưỡng nghiêm chỉnh hết, mẹ đầu tụ lũ luôn, chân cẳng nè đó, con cái lưng của chúng chị biết một con có lưng không đó, thì một con giờ tầm dáng cũng có 12-13 triệu rồi ha. Đó, mẹ giờ thịt không có 81 bò thịt này cô chú anh chị, thịt lộn á, giá bán như giá thịt vậy, cô chú anh chị thấy ưng ý mua thì liên hệ. Mẹ tàng lớn nha, nó không sao, 1m34 bò nặng, giá là 29.500 bao ship cô chú anh chị về tặng nơi luôn. Đó, quay tầm xa cho cô chú nhìn thấy rõ ha, mẹ con nè. Bò đảm bao tặc lỗi hết luôn. Đó, đây mẹ con cứ như vậy. Đó, mẹ nhắc lại đầu trụi rủi luôn, mẹ con đầu trụi ha. Đó, đây lông da móc ngược hết chú anh chị. Đó, rồi thì cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được bộ mẹ con này thì liên hệ cho em ha, tiền nào của nấy cô chú anh chị ha. Mẹ tơ thịt luôn đầy đặn bò nè,
thấy không? Chính ra bán mấy mẹ con này bán giá thịt giá bê đó, thì cô chú anh chị thấy ưng ý gần xa ha, mua thì liên hệ cho em. Rồi bỏ qua con lắc là đẹp bò luôn ha. Giờ lại tiếp tục hình ảnh em lên quả cái kem. Đó, cái kem tơ nhé ha. Đây, kiểu mẫu rất đẹp bò nè. Đó. Tầm 6 tháng bò lên ha anh chị. Chiều cao đó không sao là 1m1 bò, chân cẳng là không có bú ốp xe xuống lúng nhục hết, chân đứng thẳng băng lúng chuyện luôn ha. Đó, kem đóng là bò đầu đẹp bò luôn nè. Đầu trụi ha. Xe lưng nè nghiêm chỉnh ha chú anh chị. Đó, lưng nè thắt thân ha. Đây chân cẳng nào không có bú ốp xe xuống đúng được gì hết ha, mà không có bị tật lỗi tì tì vết gì hết. Thêm báo giá luôn, con này giá tại chuồng là 1.500.000 ha, tại chuồng là 1.500.000. Đó, cô chú chị nào thấy ưng ý được mua liên hệ cho em. Rồi đúng rồi đó, chiều cao ba không sao 1m1 thì cô chú cái họ cứ hào thử ngoài ha, biết bò cao bao nhiêu, giữa gần 2m mà lẻ hay chú chị. Nó giá là 1.500.000 thì cô chú chị nào thấy nghĩ mua liên hệ cho em. Lưng da lưng là thẳng băng luôn ha. F1 hay chú anh chị, con này làm giống sinh sản là rất tốt bò luôn. Đó, hình ảnh tôi gửi cho cô chú anh chị xem hết, mình mong cô chú anh chị thấy được giá ưng ý mua liên hệ cho em ha. Giá tại chuồng là 1.500.000. Con này sau này lên tàn lần lớn luôn chú chị.